không thấy khổ báo trong địa ngục cần tu mà không dõng mạnh không thấy niềm vui quái tịnh độ mong cầu ý niệm không mãnh liệt trong đoạn này nói rất có ý nghĩa Ở đây phàm phu lục đạo Mắt thịt của họ Quá thật rất mê mùi Cách một trang giấy là không nhìn thấy Không thấy được bên ngoài Chỉ thấy trước mắt nhãn quang rất ngắn Tư duy từ đây Nghĩa là phân biệt chập trước chỉ ở trong dòng thấy và nghe của họ Cho nên họ không thấy được nội thống khổ trong địa ngục Bởi vậy tin cần tu học như thế nào? Không giọng mảnh nghĩa là không tin tấn Không thể tin tấn được, muốn tin tấn nhưng không tin tấn được không thấy được niềm vui di diệu thù thắng của thế giới cực lạ. Tùy mong cầu những ý niệm mong cầu của họ rất mỏng manh không cần thiết nguyên nhân là gì vì họ không thấy lời này nói rất có đạo lý chúng ta tu tiện độ có giọng mạnh tinh tấn chăng có nhưng đến khi thật sự giáng sanh vẫn còn tham luyến nơi này không buông bỏ được tình chấp vẫn bị tập khí phiền não quấy nhiều Đây là gì? Là chứa ngại giảng sanh Giảng sanh phải nhờ trợ niệm Trợ niệm phải như Pháp Nếu không như Pháp Hiệu quả vẫn có vấn đề hôm nay thời gian đã hết ngày mai chúng ta tiếp tục nói về vấn đề làm cách nào để không bị chướng ngại khi giảng sanh đây là vấn đề lớn vì sao nguyện niệm phật của chúng ta không thể kiên định lòng tin không chân thật nguyện lực không khẩn thiết đối với vô số ý niệm bất thiện hành vi bất thiện vẫn không khắc phục được nguyên nhân do đâu chính là vì chúng ta không có thiên nhãn nếu như có thiên nhãn không thật sự nhìn thấy địa ngục như ở trước nói về a la hán a la hán có thiên nhãn thấy bản thân mình trong đời quá khứ chịu khổ trong địa ngục trong lòng vẫn còn sợ hãi không phải toát mồ hôi lạnh mà là chảy máu và đổ mồ hôi nỗi sợ hãi đó giống như đang ở trước mắt Chúng sanh không có thiên nhã nên không biết Không biết nỗi sợ hãi Đọa vào ba đường ác trong đời quá khứ Cũng không biết sự thù thắng của thế giới Tây Phương cực lạ Cho nên ngày ngày nói đoạn ác tu thiện Kết quả đều là hữu danh vô thực Mong cầu thế giới Tây Phương cực lạ Nhưng tâm nguyện lại không khẩn thiết Có giảng sanh tịnh độ chăng quả thật Cũng không phải nói giảng sanh không có điều kiện Pháp môn này là con đường dễ đi So sánh cả tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn này dễ tu Nhưng không dễ như chúng ta tưởng tượng Trong kinh luận Chư vị cao tăng tổ sư xưa nay dạy chúng ta Cần phải tuân thủ Giáo quận trong kinh điển Kinh điển là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Không thể không nương vào kinh điển Trong kinh điển nói Giảng sanh tịnh độ phải đầy đủ ba điều kiện Đó là tính nguyện hành Đầy đủ ba điều kiện này tức có thể giảng sanh Không ở thời gian dài hay ngắn Chân thật nguyện thiết Nhất hương chuyên niệm Trong kinh vô lượng thọ nói như thế Chúng ta có làm được chăng? trong tịnh độ thánh hiền lục và giảng sanh truyện chúng ta thấy pháp sư doanh kha thời nhà tống đó là một tấm gương rất hay trong truyện kỳ ghi chép rất rõ ràng sư là một tỳ kheo phá giới tuy đã xuất gia Nhưng vẫn chưa đoạn được tập khí ác Vậy tại sao sư có thể giảng sanh Tuy không có thiên nhãn Sư tin sâu nhân quả Tự biết mình làm rất nhiều điều sai trái Theo như trong kinh nói thì Nhất định đọa địa ngục nghĩ đến nỗi khổ trong địa ngục sư vô cùng sợ hãi hay nói cách khác nếu sư không giảng sanh thì chắc chắn đọa địa ngục sư tin chắc như vậy không phải người khác nói cho nghe đây chính là thiện căn của sư Quý vị thầy trong Kim Di Đà nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về nước này Sư đầy đủ thiện căn này Sư thỉnh giáo các vị đồng tu Đồng tu đưa sư xem cuốn giảng sanh truyện Sau khi đọc xong Mỗi khi đọc xong một người đều rơi nước mắt Cảm động vô cùng Đọc xong Tự mình đóng cửa phòng Hạ quyết tâm Nhất định cầu Phật A-di-đà đến Đã cảm ứng Chúng ta có quyết tâm này chăng? Có quyết tâm là có cảm ứng Pháp sư Doanh Kha có thể cầu được Mỗi người chúng ta đều có thể cầu được Sư niệm suốt ba ngày ba đêm Không ngủ không nghỉ Nghị lực đó quyết tâm đó Ba ngày ba đêm cảm ứng Phật A-di-đà đến Đệ tử Phật môn không bỏ một ai Câu này là thật không phải giả Tầm chân thành sẽ có cảm ứng Khi Đức Phật Di-đà đến Nói với sư Người còn mười năm thọ mạng Đức Phật an ủi Mười năm này Người cố gắng nỗ lực Lúc thọ mạng đến Phật sẽ đến tiếp dẫn Sư cũng rất thông minh Thỉnh cầu với Phật Con không cần mười năm thọ mạng này Con muốn giảng sanh ngay lúc này vì sao vậy? Vì bản thân căng tánh xấu rất nặng Không chịu được sự mê hoặc của bên ngoài Sự biết rất rõ về bản thân mình Tài sắc danh thợ thùy bên ngoài vừa mê hoặc Sư lại phạm giới Lại làm việc xấu Chính mình không khống chế được Sư cầu Phật từ bi Lập tức đưa mình đi Đức Phật A-di-đà quá là từ bi vô lượng Cũng lấy trường hợp này làm gương cho mọi người Nên nói ba ngày sau ta đến tiếp dẫn ngươi Ba ngày sau thật sự giáng sanh Không hề sanh bệnh Yêu cầu đại chúng trong tự diện Niệm Phật tiễn sư Đối với những gì sư nói Mọi người bản tính bán nghi Cũng may thời gian ba ngày rất ngắn Để xem ông nói thật hay giả Mọi người niệm Phật giúp sư Niệm chưa đến một khắc Sư nói với mọi người Phật A-di-đà đã đến đưa tôi đi Và sư đi thật Chúng ta thì trường hợp của sư Sư là Sợ hại cái khổ của địa ngục Mà cầu giảng sanh Biết mình nếu không giảng sanh Chắc chắn đọa địa ngục Đây là tăng thượng duyên của sư Sư tin nhân quả báo ứng đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên điều kiện giảng sanh là phát tâm bồ đề đây là nguyện thứ 19 trong 48 nguyện sư phát tâm nguyện cầu sanh tây phương cực lạc Thân cận Phật A Di Đà. Nguyện này chính là tâm vô thượng Bồ đề. Tin thật nguyện thiết. Một câu Phật hiệu niệm niệm tương tục. Không hoài nghi, không tạp niệm, không giác đoạn. Suốt ba ngày ba đêm đã tỉnh cầu được Phật A-di-đà đến Những người tu tịnh độ phải hiểu đạo lý này Phải đọc kinh vô lượng thọ Nếu đọc kinh không hiểu phải nghe giảng Bộ kinh này trước đây tôi đã giảng 10 lần mỗi lần hình như đều có trước đây là băng đĩa hình như có ghi âm có băng đĩa dùng máy lớn quay có thể những băng đĩa này đều đã chuyển sang vcd Những năm lại đây máy móc không ngừng tiến bộ và cải thiện Vì thì phẩm chất ngày càng tốt Chỉ nghe một bộ kinh Mộ câu A-di-đà Phật Không cần hỏi bất kỳ ai Nhất định phải đoạn ác tu thiện Sửa đổi chính mình Nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ Không có ai không thành công Nếu mình không có gì cả Chỉ dựa vào người khác trợ niệm Có thành tựu chăng có là ai? Là người trong đời quá khứ thiện căng sâu dày Không phải là mỗi người Phải biết điều này Đó là điều không thể Người nghiệp chướng sâu nặng Họ căn bản không tin, không thể tiếp thu Còn có oán thân trái chủ của mình Từ vô thị kiếp đến nay Đến gây phiền phức Những người này chứa ngại ta Nếu như không phải tâm chân thành Không thể cảm động được họ những điều này trước đây chúng tôi ở cư sĩ Lâm tại Singapore Khi hội trưởng Trần Quang Điệt niệm phật giảng sanh chúng tôi tận mắt chứng kiến ông giảng sanh chúng tôi không biết có mấy thầy xuất gia thiện ông ta giảng sanh rất quy củ nhưng không thăm dò xem nơi nào nóng nơi nào lạnh không có chúng tôi tuân theo lời dạy của đại sư ấn quang sau khi người tắt thở mười hai tiếng đồng hồ không được đụng đến họ ông ta giảng sanh là oán thân trái chủ ông ta nói ra lúc đó chúng tôi ở singapore mở một lớp đào tạo ngắn ngày một đợt ba tháng có một số thầy xuất gia trẻ tuổi đến học giảng kinh ông hội trưởng giảng sanh vào thời điểm đó đây cũng là nhân duyên của ông thù thắng các vị đồng học luân lưu bốn người một nhóm giúp ông ta trợ niệm ngày đêm không gián đoạn có một lần các thầy trợ niệm trở về sau khi trở về liền có sự cố trong niệm phật đường có một nữ phật tử bị ma nhập vào cô gái này tên là đỗ mỹ tuyền từng đến thăm tôi nhập vào cô ta nói rằng họ là oán thân trái chủ của trần hội trưởng rất nhiều một hai trăm linh hồn Tất cả đều đến Đều tìm đến cư sĩ Lâm Nói với chúng tôi Cư sĩ Trần Quang Biệt niệm Phật giảng sanh Họ rất quan hỷ Tuy trong quá khứ là oán thân trái chủ Bây giờ cũng không truy cứu nữa Đối với việc giảng sanh của ông họ rất tôn trọng họ đến cư sĩ lâm để làm gì đến cầu xin quy y đến cầu nghe pháp cho nên chúng tôi quy y cho họ sau đó mời họ đến giảng đường nghe kinh họ nói trong giảng đường điện quá sáng họ không dám vào sau cùng thương lượng họ nói ở trai đường trai đường là nơi ăn cơm đặt một tivi rất lớn họ yêu cầu nghe kinh địa tài, nghe kinh thập thiện nghiệp đạo chúng tôi phát suốt ngày đêm cho họ nghe hai tháng sau đều không còn ai nữa cho nên cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh là tin tức do oán thân trái chủ của ông tiết lộ. Chắc chắn không sai. khi ông bệnh Nằm trên giường khoảng 4 năm Thời gian 4 năm này Ông thật sự học Phật Trước đó học Phật không phải thật Nằm trên giường không có việc làm Cũng không thể làm việc Cho nên nghe băng tôi giảng Những băng khi tôi giảng ở Singapore Lúc đó không có CD là băng nhựa Tất cả đều đưa đến nhà ông Mỗi ngày ông nghe kinh tán tiếng không nghe kinh thì niệm Phật A Di Đà. Tinh tấn tu hành. Công phu 3 4 năm chúng tôi lãnh hội được hình như ông dùng công phu này hai năm công phu của ông đã thành tựu vì lúc đó khoảng hai năm ông nói với lý mộc nguyên là ông muốn giảng sành cho thấy ông có sự chắc chắn Lý Mộc Nguyên nói không được Bất luận thế nào ông cũng không được giảng sanh Nếu ông giảng sanh thì nhân sự ở cư sĩ Lâm có vấn đề Chỉ cần ông còn Cư sĩ Lâm không sao Nếu không có ông cư sĩ Lâm sẽ loạn Vì thế ông kéo dài thêm hai năm Quý vị xem đây là sanh tử tự tại mọi người cần ông ông có thể sống thêm vài năm đến khi tất cả đều ổn định bình thường ông có thể ra đi những người này đều là tấm gương sáng cho chúng ta lâm chung niệm phật trở niệm là việc tốt nhưng giảng sanh được hay không còn xem hương linh đó Có chịu tiếp nhận hay không thẹn chốt là ở đây Người trợ niệm không thể cưỡng bức họ Nếu người trợ niệm có thể cưỡng bức họ giảng sanh Như vậy thì quá dễ Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Khi lâm chung đều có thể ép chúng ta giảng sanh Đây là điều không thể Không có chút đạo lý nào chúng ta cần phải biết người đồng với tâm này tâm đồng với lý này chúng ta sẽ không bị lừa gạt phải quyết tâm hạ thủ công phu thèn chuột thật sự trong này thứ nhất là phải hiểu rõ nội thống khổ trong luân hồi lục đạo Chúng ta không phải chỉ nói đến địa ngục cả sáu đường đều khổ Hiện nay sống trong thế gian này Tôi cảm thấy rằng đây là địa ngục nhân gian Sống quá đau khổ Sống không có niềm vui, không hạnh phúc Cho dù có tiền, có thế lực Cũng giống như ăn thứ có độc vậy Khiến bản thân tạm thời tê liệt mà thôi đòa không phải an vui hạnh phúc chân thật Hiệu thấu triệt cái khổ trong luân hồi lục đạo Phải noi gương Bồ Tát Không những phải giải quyết vấn đề của bản thân Mà còn phải giúp tất cả chúng sanh khổ nạn Như vậy mới đúng ở trong này chọn cho chúng ta một con đường Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Phải cầu sanh tịnh độ Chúng ta bây giờ thiện căn phước đức nhân duyên Cũng đều đầy đủ Quan trọng nhất là làm sao khắc phục được tập khí phiền não đây là vấn đề then chốt trước mắt chúng ta làm sao buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông được câu phật hiệu này nếu có thể khống chế được thật sự chế phục được phiền não đó nghĩa là mang nghiệp cũ không mang nghiệp mới Nghiệp đang hiện hành tuyệt đối không mang theo được Vì sao? Khi người lâm chung tắt thở Các bậc tổ sư dạy chúng ta không được đụng vào họ Chẳng những không được đụng vào thân thể họ Mà đến giường họ nằm cũng không được đụng đến phải cách xa một chút Không được đụng vào Vì sao vậy? Vì sợ họ sanh phiền não Họ sanh khởi phiền não thì không thể giảng sanh Đây là thật Thông thường Sau khi người tác thở Trong vòng 8 tiếng đồng hồ Thân thức không rời khỏi thân thể Họ có tri giác Kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ Đây là để an toàn 12 tiếng đồng hồ thần thức của họ chắc chắn đã rời khỏi thân thể Người niệm Phật tin tấn Người có công phu niệm Phật Nghĩa là nói nếu thực sự đạt được công phu thành tiến, Họ vừa tác thở liền giáng sanh Như vậy gọi là tinh thật Nguyện thiết Vừa tác thở là giáng sanh Công phu kém một chút Cũng cần phải có công phu Hoàn toàn không có là điều không thể Cần phải có công phu Hoặc là thiện căng Trong đời quá khứ Trở niệm Để giúp họ phát khởi ra Thân tức của họ rời khỏi thân thể Phải cần một chút thời gian Không phải nhanh như vậy Chúng ta cũng có thể khẳng định Chắc chắn trong vòng 8 tiếng đồng hồ Cho nên 12 tiếng đồng hồ là điều kiện an toàn nhất Lúc này mới được đụng đến họ Phải chăng họ thật sự giảng sanh? Để với chúng ta mà nói Có thật quan trọng như vậy chăng? Chúng ta chỉ cần đối với người chết tận tâm tận lực làm được, Cùng đức sẽ viên mãn. Phải chăng thật sự biết họ giảng sanh? Chính chúng ta giảng sanh đến thế giới cực là sẽ biết ngay. Họ giảng sanh đến đó không phải đã gặp được rồi ư? Đến đó không gặp chứng tỏ họ chưa giảng sanh họ chưa giảng sanh vậy họ sanh vào đường nào chúng ta cũng có thể thấy cũng có thể biết chúng ta vẫn có thể quan tâm họ có thể giúp đỡ họ điện thế giới tây phương cực là quý vị là a duy việt trí bồ tát năng lực cũng giống như trong kinh nói vậy không những đầy đủ thiên nhãn giống như phật a di đà mà còn ngũ nhãn duyên minh giống như Phật vậy. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bản thân niệm Phật cầu giảng sanh mới là thật. Có thể giúp gia thân quyến thuộc của mình. Không những giúp gia thân quyến thuộc trong hiện đời, mà gia thân quyến thuộc đời đời, đời kiếp kiếp trong quá khứ ta đều giúp được. Nếu như từ sáng đến tôi chỉ suy nghĩ lung tung Còn chìm đắm trong phân biệt chập trược Đây đều là tự mình tạo ra chướng ngại Sai rồi Người nhiệt tâm giúp người khác trợ niệm diệt tố họ triệu tập và tuyên dương công đức trợ niệm cũng là một việc tốt cổ nhân nói việc tốt thường gặp khó khăn trong thế gian hiện nay làm việc xấu có rất nhiều người ủng hộ làm việc tốt lại chẳng thấy ai giúp có thể còn có người chướng ngại bởi vậy việc tốt thường khó khăn bản thân chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực đều là công đức viên mãn điều này trong giáo lý đại thừa đức phật nói rất nhiều đừng phân biệt chấp trước những điều này nhất định phải tận tâm tận lực trong đoạn gian này gợi mở cho chúng ta thật nhiều là chúng ta phải thấy thật nhiều nỗi khổ ở thế gian này thường xuyên tụng kinh thường xuyên nghe kinh chúng ta mới lãnh hội được niềm vui vi diệu thù thẳng ở thế giới cực lạc biết phật a di đà kiến tạo thế giới cực lạc như thế nào không phải ngài tưởng tượng ra mà ngài tham quan tất cả quại nước chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới. Chỉ áp dụng sở trường bỏ những sở đoạn. Tất cả những điều không hay Ngài đều bỏ hết Và áp dụng tất cả mọi ưu điểm Ngài đã kiến tạo nên thế giới cực lạc như thế Cho nên thế giới cực lạc kiến thành hơn hẳn tất cả cõi nước chư phật đạo lý là như vậy tất cả những gì bất thiện nói trong nguyên văn trong rất nhiều cõi nước của chư phật đều có ngài đều nhận ra điều đó làm sao để sửa đổi bù đắp Làm sao để giúp những người khổ nạn Liên khởi đại nguyện Đây là từ bi vô tận của Phật A-di-đà Chúng ta xem đoạn bên dưới Đại sư Trần Hiến nói ô hô bi ai thay không thấy quả khổ của địa ngục ngạ quỷ không thấy thọ báo của cha mẹ sư trưởng nên tâm chán ghét không mãnh liệt sự chán ghét này chính là tâm chán ghét luân hồi lục đạo trì trệ tư tưởng báo tạ giải đại báo là báo tạ báo ơn đối với ân của cha mẹ tạ là cảm tạ ý niệm này giải đại chậm chạp cổ nhân nói giải đại chậm chạp quên thân gây ra tai họa chính là nguyên nhân này cho nên họ mới đọa lạc đọa lạc vào tam đồ trái lại nếu chúng ta có thiên nhãn nhìn thấy quả báo trong địa ngục và ngạ quỷ Nhìn thấy thọ báo của cha mẹ và sư trưởng mình Thái độ học Phật của chúng ta hoàn toàn không giống nhau Đại sư giọng Tây lại nói Phải thưởng cầu hạ quá Là đạo ghét khổ báo Điều này chỉ có thiên nhãn mới nhìn thấy Câu này nói rất hay Trên cầu Phật Đạo dưới độ chúng sanh Quan trọng nhất là Chán ghét Cái khổ của thế giới ta bà Đặc biệt là lục đạo Làm sao để báo đáp ân cha mẹ và sư trưởng Như vậy chỉ có nguyện cầu giảng sanh Thật sự niệm Phật giảng sanh đến thế giới cực lạ Đây là thực sự báo ân cha mẹ Cũng báo đáp ân sư trưởng Vì sao vậy? Vì bất luận cha mẹ và sư trưởng ở cõi nào nếu có nhân duyên sâu dày với mình cho nên người đầu tiên ta quan tâm là họ ở thế giới tây phương cực lạ thiên nhãn giống như phật a di đà có thể thấy được không phải là một đời hai đời trăm đời ngàn giảng đời không phải cha mẹ sư trưởng trong vô lượng kiếp trước ta đều thấy hết chúng ta biết những người này có người thành phật có người thành bồ tát có người còn đang luân hồi trong tam đồ lục đạo bây giờ chúng ta dùng một câu nói trong nhà phật chúng sanh có duyên chúng sanh có nhân duyên quá nhiều